Ở đây người ta cho m gam hỗn hợp gồm có 4 chất. Nhưng thực chất trong này chỉ có 3 nguyên tố, đó là natri, bari và oxy. Như vậy đây mình có này. Đây là m gam. Chứa 3 nguyên tố, chúng ta quy đổi về natri, bari và oxy. Ở đây chúng ta đi tác dụng với nước dư. Thì sau vẫn chúng ta sẽ thu được đó là Na cộng, Ba2 cộng và OH trừ. Ở đây số mol cộng cho hydro nữa. Số mol hydro người ta cho chúng ta là 0,03 mol. Rồi. Bây giờ người ta lấy toàn bộ 200 ml dung dịch X này đi tác dụng với NaOH và HCl. Thu được 400 ml dung dịch có pH bằng 13. Hóa M gần nhất với giá trị nào sau đây? Thì chúng ta hiểu như sau. Cái đoạn sau là chúng ta sẽ đi tính được cái OH trừ. Sau khi OH trừ rồi thì chúng ta đi bảo toàn điện tích. Được chưa? Là chúng ta sẽ tìm được biểu thức. Như vậy đây này. Mình đặt đây là X, Y, Z. Thì đây là X, đây là Y. Và để bảo toàn điện tích thì đây sẽ là X cộng 2Y. Như vậy mình có như sau. Theo đề cho là phần trăm oxy là chiếm 9,639. Phần trăm oxy bây giờ sẽ bằng 16Z nhân 100 chia cho tổng 23 137 16. Rồi, bây giờ nhiệm vụ chúng ta là gì? Tức là đây là M này ha. Như vậy để tìm được M thì chúng ta cần phải tìm được X, Y, Z. Rồi, như vậy chúng ta sẽ thiết lập được ba biểu thức. Biểu thức đầu tiên mình nghĩ tới đó là bảo toàn E giữa natri, bari, oxy và hydro liên hệ với nhau qua bảo toàn E. Cụ thể này, natri là 0, bari là 0, oxy là 0. Natri và bari thì tăng lên dương 1 và dương 2 lần lượt. Còn oxy chúng ta sẽ giảm xuống trừ 2. Đồng thời nước của chúng ta giảm luôn. Như vậy cái đó mình sẽ đi bảo toàn E. Bảo toàn E. Một lần mol natri, hai lần mol bari bằng hai lần mol oxy cộng hai lần mol hydro. Cái đó mình sẽ có x cộng 2y cộng cho lỗi trừ 2z bằng 0,06. Nhiệm vụ của chúng ta đó là đi tính được Z đúng không? Nhiệm vụ chúng ta đi tính Z thôi. Tính Z chúng ta có thể tính được M rồi, không nhất thiết phải tìm XY. Bởi vì dữ kiện sau là chúng ta sẽ tìm được, em hiểu như thế này, X cộng 2Y này thầy có thể đặt chung luôn thành A đi, đúng không? Như vậy ta tìm A là sống gì nữa. Như vậy đây mình sẽ có này, chúng ta có Z này sẽ bằng 0,06. Chúng ta trừ đi A đúng không em? Rồi chúng ta chia cho 2. Nhiệm vụ chúng ta là tính được Z coi như tính được M. Bởi vì chúng ta không cần tìm XY. Bài toán này tìm XY không được. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành tìm A. Để tìm A thì chúng ta dựa vào biểu thức dữ kiện thứ hai. Dữ kiện thứ hai như sau. Đó là gì? Người ta cho cái OH trừ là amon này đi tác dụng với H cộng để tạo thành H2O. Mol OH trừ là amon. Mol H cộng chúng ta tính như sau, lấy thể tích là 0,2 nhân cho nồng độ H cộng. Nồng độ H cộng trong H24 là 0,2 nhân 2 cộng nồng độ H cộng của HCl là 0,1. Đây là 0,4 cộng 0,1 là 0,5. 0,5 mà nhân cho 2 tức là 0,1.
do sau vẫn thu được pH bằng 13, điều này chứng tỏ là OH trừ dư. Như vậy đây nó vẫn 0,1 và dư lại là A trừ 0,1. Được chưa? Như vậy mình có pH bằng 13 thì chúng ta sẽ tính được pOH bằng 14 trừ 13 bằng 1. Chúng ta tính được nồng độ OH trừ dư. Nồng độ dư chúng ta sẽ tính như sau. Nồng độ dư chúng ta sẽ lấy là gì? Lấy mol dư chia cho tổng thể tích. A trừ 0,1 chia tổng thể tích là 0,4 bằng 10 mũ trừ 1, đây là nồng độ OH trừ. OH trừ là bằng 10 mũ trừ pOH. Dựa vào đây em sẽ tính được A. Có A thì em tính được M. Thế thôi. H ở đây là bằng 0,14. A bằng 0,14. Rồi. A bằng 0,14 thì khi đó chúng ta sẽ tính được X. Cái nãy mình rút thế xa rồi. Ở đây là hai dép mình chuyển qua này. X cộng 2 chúng ta đặt là A. Như vậy đây ngược lại em nha. A trừ 0,06. Lại tính nhầm nha. Hai dép qua đây. Đúng chưa? Thế này đặt là A trừ 0,06 chia 2, đúng rồi. Mà A mình bằng 0,14. Thì đây nó sẽ bằng 0,08 chia 2 là 0,04. Rồi, có A bằng 0,04 thì chúng ta sẽ tính được M. Giờ đây em sẽ suy ra được M. Chúng ta có chín phẩy 639 sẽ bằng 16Z. Z chúng ta là bằng 0,04 nhân 100 chia cho x. Như vậy đây mình tính được nó là bằng 6,639, như vậy gần nhất với 6,6. Như vậy có đúng bây giờ mình chọn là câu C.